Ngọc Thủy xin được mến chào tất cả quý vị và các bạn. Thưa quý vị, ngày hôm nay Ngọc Thủy rất vui được chia sẻ với quý vị một vấn đề mà vẫn thường hay gặp phải trong cuộc sống vợ chồng. Đôi khi thường xảy ra những cái mâu thuẫn mà chúng ta không hiểu được lý do tại vì sao. Thật ra thì luôn có rất là nhiều những lý do, nhưng một trong những cái lý do tiềm ẩn sâu xa nhất mà ít ai để ý, đó chính là cái bầu không khí xung quanh. Nếu như mà chúng ta đang căng thẳng mà xung quanh lúc nào cũng nóng bức khó chịu thì đúng là lại càng thêm căng thẳng hơn, đúng không ạ? Thưa quý vị, và có một cách để mà chúng ta có thể giảm thiểu tối đa những cái mâu thuẫn đó xảy ra, đó chính là chúng ta hãy chịu khó lắng nghe nhau nhiều hơn. Ông bà ta vẫn thường hay nói câu là có hiểu mới có thương. Chúng ta chịu khó lắng nghe nhau, đặt mình vào vị trí của đối phương thì mình có thể thấu hiểu, cảm thông và yêu thương nhau nhiều hơn nữa. Và Ngọc Thủy xin được giới thiệu một cái người bạn rất là đắc lực hỗ trợ trong việc này, giúp cho bầu không khí trong gia đình trở nên mát mẻ dễ chịu hơn, thì những cái cãi vã, những cái mâu thuẫn, những cái căng thẳng trong gia đình sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Thưa quý vị, xin được giới thiệu người bạn trợ thủ đắc lực ngày hôm nay, đó chính là chiếc máy lạnh Aqua Clean Cool. Thưa quý vị, chúng ta hãy nhìn vào chiếc máy lạnh này nha. Đầu tiên đó chính là một cái màu trắng rất là sang trọng, từ vàng lạnh cho đến vàng nóng luôn, đúng không ạ? Và với cái màu trắng sang trọng này thì nó dễ dàng toát lên một cái không gian thật là hiện đại, là và có thể phối với bất kỳ một bức tường nào thì cũng đều nổi bật và trở nên trang nhã hơn rất là nhiều. Và nói về chiếc máy lạnh Aqua Clean Cool thì Ngọc Thủy xin được điểm qua một số những tính năng mạnh như sau. Thứ nhất đó là chế độ tự làm sạch Aqua Fresh, có thể là làm sạch và diệt khuẩn lên đến 99,9%, tiết kiệm điện tối đa lên đến 63%, thưa quý vị. Và thứ hai là chiếc máy lạnh Aqua Clean Cool này có thể hoạt động ở dải điện áp từ 120V đến 264V, giúp máy hoạt động ổn định hơn. Một điều nữa đó chính là chiếc máy lạnh chúng ta được trang bị chế độ làm lạnh nhanh Turbo Cool. Điều này sẽ giúp cho căn nhà chúng ta lúc nào cũng mát lạnh và thoải mái, đúng không ạ? Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi vào chi tiết quý vị nha. Thật tiên nhìn vào chiếc máy lạnh màu trắng thì chắc chắn là lúc nào nó cũng trang nhã và dễ thương hơn rất là nhiều, đúng không ạ? Đặt trong căn phòng nào cũng đều thích hợp cả. Thưa quý vị, và để đảm bảo tuổi thọ của một chiếc máy lạnh thì ở đây với dòng máy lạnh Aqua Clean Cool, khi nhìn vào sâu bên trong cái vàng lạnh á, thì quý vị sẽ nhìn thấy là những cái lá nhôm tản nhiệt nó được phân bố rất là khoa học, cũng như là được phủ thêm một cái lớp sơn chống ăn mòn là Bluefin, lớp sơn màu xanh. Điều này sẽ giúp tiết kiệm năng lượng và giúp cho máy lạnh chúng ta hoạt động làm lạnh tối ưu hơn. Và không chỉ là vàng lạnh đâu nha quý vị, và luôn cả vàng nóng luôn cũng được trang bị phủ cái lớp sơn chống ăn mòn Bluefin. Điều này sẽ giúp cho chiếc máy của chúng ta hoạt động bền bỉ với thời gian và hạn chế tối đa cái tình trạng là bị ăn mòn cũng như là bị oxy hóa. Còn bây giờ thì Ngọc Thủy xin được bật mí 3 nhóm tính năng của chiếc máy lạnh Aqua Clean Cool này mà chắc chắn rằng sau khi nghe xong thì quý vị sẽ muốn rinh ngay về nhà mình một chiếc ngay lập tức. Thưa quý vị, điều mà chúng ta quan tâm và để ý đầu tiên nhất khi mà mua một chiếc máy điều hòa về gia đình mình, đó chính là khả năng làm mát của chiếc máy lạnh, đúng không ạ? Và đầu tiên thì Ngọc Thủy sẽ mở thử xem là chiếc máy lạnh này nó hoạt động có vi diệu như lời đồn không nha. À, quý vị ơi, vừa mới mở lên thôi nè, thì cái làn không khí mát mẻ nó liền thổi ra ngoài khiến cho chúng ta cảm giác rất là dễ chịu, đúng không ạ? Hãy đi ngoài đường mà nắng nóng, bước vô nhà mà được cái cảm giác mát lạnh này trong vòng vài phút thôi thì ai mà không thích, đúng không ạ? Thì lúc đó là những cái mâu thuẫn, những cái căng thẳng trong gia đình lập tức sẽ tan biến và thổi bay đi hết luôn. Và còn nữa nha, chiếc máy lạnh này còn được trang bị cái chế độ làm lạnh nhanh là Turbo Cool, có thể làm lạnh nhanh hơn đến 47% so với chế độ thông thường ở điều kiện thử nghiệm. Và như vậy thì chúng ta sẽ luôn có cảm giác là mát lạnh chỉ trong vài phút thôi, quá là hấp dẫn, đúng không quý vị? Và nếu mà trong trường hợp mà quý vị muốn mở máy lạnh thường xuyên mỗi ngày để cái không khí gia đình lúc nào cũng dịu mát và thoải mái, căng thẳng trong gia đình không còn xảy ra nữa, thì quý vị sẽ lo lắng là chiếc máy lạnh chúng ta sẽ dễ bị dơ bẩn, đúng không ạ? Đối với những chiếc máy lạnh thông thường khác thì chúng ta phải thuê cái thợ vệ sinh bên ngoài về nhà để mà vệ sinh máy lạnh. Nhưng mà với chiếc máy lạnh Aqua Clean Cool ngày hôm nay Ngọc Thủy giới thiệu thì nó đặc biệt hơn rất là nhiều, bởi vì nó có chế độ là tự làm sạch Aqua Fresh. Quý vị chỉ việc là nhấn chế độ Aqua Fresh lên thôi thì chỉ trong vòng 20 phút thôi quý vị, chỉ trong vòng 20 phút nó sẽ có khả năng tự làm sạch và diệt khuẩn lên đến 99,9% luôn. Quá là tuyệt vời. Và cộng thêm cái phân tử bạc ở cái lớp sơn phủ bề mặt thì cái điều mà làm sạch và diệt khuẩn là chúng ta có thể hoàn toàn yên tâm với chiếc máy lạnh Aqua này.
Và còn một điều đáng để quan tâm nữa đó chính là giấc ngủ của chúng ta. Kể cả giấc ngủ của chúng ta cũng cần được chăm sóc rất là đặc biệt đúng không quý vị? Với chiếc máy lạnh Aqua Clean Cool ngày hôm nay Ngọc Thủy giới thiệu, không biết là có cái chế độ nào dành riêng cho cái khoảng thời gian đó hay không? Thưa quý vị, chắc chắn là có rồi ạ. Hãy nhìn vào chiếc remote này đây ạ. Có hẳn một cái chế độ gọi là chế độ siêu tĩnh Quiet và chế độ dành riêng cho giấc ngủ là chế độ Sleep. Ở đây chúng ta có thể chọn hai cái chế độ này để chúng ta có được một cái giấc ngủ thật là ngon lành suốt một đêm dài. Giấc ngủ của người tiêu dùng sẽ được nâng niu và chăm sóc cả một đêm. Vậy thì đảm bảo cho sức khỏe của chúng ta mỗi ngày mỗi tốt hơn rồi đúng không ạ? Thưa quý vị, và một nhóm tiếp theo không thể không nhắc đến đó chính là nhóm tiết kiệm điện. Với chiếc máy lạnh Aqua Clean Cool ngày hôm nay Ngọc Thủy giới thiệu được ứng dụng công nghệ inverter tiên tiến kết hợp giữa ba công nghệ điều khiển inverter hiện đại, đó chính là TLFM, PID và ABIM, giúp tối ưu hóa sự vận hành của máy cũng như là giúp cho hóa đơn tiền điện mỗi tháng của quý vị sẽ nhẹ nhàng đi rất là nhiều. Và như vậy thì cái việc mà chúng ta chi tiêu hàng tháng cũng cảm thấy thoải mái hơn và chúng ta cũng sẽ thoải mái dễ chịu hơn trong cái việc mà chúng ta sử dụng máy điều hòa vào mùa nóng đúng không ạ? Một cái điều rất là tuyệt vời khi mà chúng ta sử dụng chiếc máy lạnh Aqua Clean Cool này thưa quý vị. Và thêm một cái bật mí nhỏ nhỏ cho tất cả quý vị là riêng với công nghệ ABIM thì chiếc máy lạnh Aqua Clean Cool này của chúng ta có khả năng hoạt động ở dải điện áp từ 120V đến 264V. Điều đó có nghĩa là chiếc máy này có thể hoạt động rất là ổn định, không có lo tình trạng bị hoạt động chập chờn hay là bất ngờ bị chập điện như là những cái dòng máy lạnh thông thường khác thưa quý vị. Như vậy thì chúng ta phải nói là quá yên tâm về chất lượng của sản phẩm và tuổi thọ của sản phẩm cũng được bền bỉ với thời gian hơn rất là nhiều. Quý vị và các bạn thân mến, với những tính năng tuyệt vời từ chiếc máy lạnh Aqua Clean Cool ngày hôm nay Ngọc Thủy giới thiệu như là tự làm sạch nè, rồi tiết kiệm điện nè, rồi có khả năng làm lạnh nhanh nữa, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Ngọc Thủy nghĩ chắc chắn rằng nó sẽ là một cái người bạn hỗ trợ đắc lực để tạo nên một cái không khí gia đình lúc nào cũng dịu mát dễ chịu về cả nghĩa đèn lẫn nghĩa bóng luôn nha. Và các cặp vợ chồng sẽ không còn xảy ra cái tình trạng là mâu thuẫn căng thẳng nữa mà lúc nào cũng vui vẻ và hạnh phúc đầm ấm với nhau. Và hy vọng rằng cái sản phẩm ngày hôm nay sẽ mang đến cho quý vị một cái sự lựa chọn hoàn hảo nhất cho hạnh phúc gia đình của mình. Hãy liên hệ với hotline 1800 585 832 cũng như có thể liên hệ qua website aquavietnam.com.vn hoặc là fanpage Aqua Việt Nam quý vị nhé. Ngọc Thủy rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở chương trình kỳ sau.